mang lực cảnh tấn công biên của đỏ lô đã suy nghĩ thật lâu thấy thế trận không thể càng pháo đỏ xuống tấn công bỗng nhiên bốn cơ nhận thua sớm và hẹn đầu tiệp ván hai đỏ đồng ý mời các bạn xem tiệp ván hai đến đây có velo đã thể thể trận của mình bị lẹp nên muốn cơ sớm. Bến đỏ cùng chỉ dự định lên tường, để đến có đưa xe qua vắc mạ thì đỏ cũng đưa xe qua đầu chuyển tăng. Với hình cơ này đỏ không khó để đưa thêm một tột nữa qua sông, với thể trần pháo mà hơn hai tột qua sông thì coi như kết cuộc cũng đã định. Trận đấu đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.